Chào các bạn đã đến Bếp Xanh. Lò nướng là một trong những thiết bị hỗ trợ cho người nội trợ rất là nhiều trong quá trình nấu nướng, để chúng ta có thể tạo ra những cái món nướng rất là thơm ngon cũng như là món bánh rất là hấp dẫn. Và hôm nay chị xin giới thiệu đến các bạn của sản phẩm lò nướng của Maloka, thiết kế âm tủ rất là gọn gàng. Đó là mẫu lò là MOV575 Eco. Lò nướng Maloka MOV575 Eco được thiết kế lắp đặt âm tủ rất là gọn gàng, và lò thì có sự kết hợp giữa chất liệu là inox phối với kính đen rất là hiện đại và sang trọng. Dung tích lò là 57 lít thì chúng ta có thể thoải mái nấu nướng để phục vụ cho gia đình mà có nhiều thành viên luôn. Thì thiết kế lò thì đóng mở rất là dễ dàng. Ngoài ra thì để điều khiển lò, chúng ta sẽ thực hiện với những cái phím xoay ở bên trên. Lò thì sẽ có thêm là 6 chức năng cũng như là chức năng hẹn giờ và chỉnh nhiệt độ rất thuận tiện. Một trong những điểm nổi bật nhất của sản phẩm đó chính là cái phần tay cầm thì được hoàn thiện với chất liệu là inox, đem đến cái sự bền bỉ cũng như là sáng bóng trong quá trình sử dụng. Ngoài ra thì thiết kế tay cầm thì cũng rất là theo dạng dẹt các bạn, nên là cảm giác cầm rất là đầm tay và giúp chúng ta mở cửa lò rất là dễ dàng như thế này. Để điều khiển lò thì chúng ta sẽ sử dụng 3 núm xoay ở bên trên, và Maloka cũng ký hiệu cho các bạn những cái ký tự rất là dễ hiểu. Thì ngoài cùng bên phải chúng ta sẽ có một cái là nút để điều chỉnh nhiệt độ, thì các bạn có thể xoay để điều chỉnh nhiệt độ lò là từ 50 cho đến là 250 độ C để phù hợp với nhiều cái món ăn khác nhau. Ở giữa chúng ta sẽ có một cái nút xoay để hẹn giờ, thì các bạn có thể hẹn từ 20 phút cho đến 120 phút như thế này. Và bên đây sẽ là một cái nút để các bạn chọn chức năng. Thì ở đây chúng ta sẽ có cái nút là chọn bật đèn nè, hoặc là các bạn có thể chọn chức năng là nướng dưới, hoặc là nướng trên, hoặc là nướng đối lưu. Và đặc biệt thì lò sẽ có thêm chức năng là nướng eco để giúp chúng ta tiết kiệm điện hơn rất nhiều. Khoang lò nướng thì được thiết kế rất là rộng rãi, với những cái thành khoang lò thì được tráng men giúp chúng ta dễ dàng vệ sinh và có khả năng là tỏa nhiệt rất là tốt. Ở bên trong lò sẽ được trang bị cho các bạn một cái vỉ nướng để chúng ta có thể đặt thức ăn lên đây, chúng ta nướng rất là dễ dàng. Và các bạn cũng có thể di chuyển cái khay vỉ nướng này ở nhiều mức khác nhau để chúng ta có thể phù hợp với nhiều món ăn hơn. Các bạn có thể di chuyển rất là thuận tiện nha. Ngoài ra thì ở bên dưới chúng ta sẽ có thêm một cái khay nướng phụ nữa, cũng như là một cái vỉ để hướng dầu. Thì trong quá trình mà chúng ta nướng thì dầu nó sẽ tích tụ ở cái vỉ dưới, thì giúp chúng ta dễ dàng vệ sinh hơn, nó không có bị bám ở dưới cái thành lò. Thì các bạn có thể tháo ra để chúng ta vệ sinh rất là tiện lợi. Ngăn cách giữa khoang lò và cửa lò là một cái ron cao su có khả năng chịu lực, chịu nhiệt rất là tốt, cũng như là giảm chấn để mang lại cái sự an toàn và thoải mái hơn trong quá trình sử dụng. Khớp nối của cửa lò thì được trang bị rất là linh động để các bạn có thể đóng mở rất là dễ dàng. Và ở đây chúng ta sẽ có mặt kính là được trang bị với 3 lớp kính có khả năng là chịu lực, chịu nhiệt rất là tốt. Ngoài ra thì kính sẽ có khả năng là cách nhiệt, nên các bạn có thể yên tâm về cái độ an toàn của kính trong quá trình sử dụng. Việc với thiết kế âm tủ như thế này thì toàn bộ cái bụng lò sẽ được giấu ở bên trong và chúng ta sẽ thấy mặt kính ở bên ngoài thôi. Thì như vậy thì sẽ tạo nên một cái sự tiện lợi cũng như là không gian lớn hơn cho bếp của nhà mình. Và nếu như các bạn có thể kết hợp lò với những cái sản phẩm lò vi sóng nữa thì nó sẽ tạo nên một cái sự thuận tiện hơn trong quá trình nấu nướng của chúng ta. Và nếu yêu thích sản phẩm lò mà OV575 Eco thì các bạn có thể đến ngay các showroom của Bếp Xanh để được trải nghiệm trực tiếp, hoặc các bạn có thể liên hệ hotline là 1800 6775 để được nhân viên Bếp Xanh giải bếp giải đáp mọi thắc mắc hơn cho mình, hoặc các bạn có thể truy cập vào website là www.bepxanh.com để biết chi tiết hơn về sản phẩm. Nếu yêu thích video này thì đừng quên like, đăng ký kênh cũng như là chia sẻ để ủng hộ cho Bếp Xanh. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.